Xin chào mọi người, hôm nay Phú Quang xin giới thiệu đến mọi người hai cái chân mới của Benro. Thì sự khác biệt giữa hai chân này á là nó là ở chất liệu thôi. Một chân là bằng nhôm và một chân là carbon. Thì ở đây á mình đã bung sẵn ra một cái chân là chân nhôm. Thì mọi người có thể thấy ở đây nó sẽ là có ký hiệu là tên chân luôn và ở tên đầu trên này. Ở phía dưới này á thì nó là ghi chất liệu là gì luôn, là bằng nhôm. Ở đây sẽ có một cái loại túi dạng mới, nó có thể linh hoạt cho thêm phụ kiện vào trong này. Có cái phần khóa ở bên đây này, bấm vô để mở khóa. Ở phía trên này nó sẽ có một cái chữ là Benro luôn ha. Đó. Và đi kèm theo túi á thì sẽ có một cái sợi dây như thế này luôn, để mình có thể mình đeo. Và sau khi mà bắt lên á, dây của nó sẽ là như thế này. Mình đi vô cái nhân vật chính luôn. Thì cái chân này ở phía trên này đây, mình gỡ ra nha. Chân bằng carbon thì nó sẽ khác chân nhôm cái gì. Đây mọi người có thể nhìn, mình để gần lại đây. Mọi người nhìn này, nó sẽ lên những cái phân carbon như thế này. Và ở phía dưới này nó sẽ có ghi là bằng carbon luôn, chất liệu carbon ha, chất liệu nhôm. Ở trong bộ này sẽ có luôn cái tay quay. Đây tay quay này. Cái tay quay này của mình á, này nó sẽ đính luôn một cái lục giác ở phía trên này, rất là gọn luôn. Này lục giác đây, nó là 500 nha, đặt vô thì nó hít vô thôi. Này ốc chuyển đây ha. Rồi thêm một cái lục giác nữa. Cái chân này nó có những gì khác biệt so với những cái chân khác? Đầu tiên là cái tay quay này mình sẽ lắp lên tay quay nha. Ở phía trên cái phần đầu bôn này của mình này, nó sẽ có một cái chỗ ốc mụn tư như thế này. Và ở trên này nó sẽ có là mụn tư của đầu âm. Đó mình đặt vô rồi mình xoay vào thôi, nó là mình theo kiểu dặn. Và mọi người có thể mình lưu ý này, mình nhìn theo cái kết cấu của nó như thế này này, mình thấy không, nó sẽ nhọn ra phần giữa và mình có thể mình đặt nó xuống phía dưới hoặc là lên phía trên như thế này, tùy theo là cái sở thích của mọi người. Và đặc biệt là mình thuận tay trái hay tay phải đều sử dụng được luôn. Ví dụ như bên này nó làm sẵn cho mình một cái lỗ như thế này luôn, mình thuận tay trái thì mình có thể mình dùng cái lục giác mình gỡ cái này ra và mình đặt qua bên này để có thể dùng cho cái tay thuận của mình. Ok, rồi mình dẫn tiếp vô ha. Thì bây giờ mình sẽ xếp theo kiểu là đặt ở phía dưới nha. Ok, ở phía trên này á là cái như mọi cái chân máy khác, thì ở phía trên này nó sẽ có một cái gọi là ốc nguồn tư để dặn vô như mọi khi. Rồi mình đặt vô rồi mình dặn vô. Ở phía bên này là để mình dùng cái ốc này để mình chỉnh cái xoay ở phía trên này, cái xoay ở phía bàn trên này này, thấy không, mở cái này ra rồi mình xoay đó, mình có thể mình xoay đổi, thay đổi nha. Ok, đúng góc độ lắp lại phía trên này nó có một cái thước luôn, thước thủy. Rồi hai cái bên nấm dặn này nó sẽ có cái gì khác biệt? Ở phía bên này nó sẽ ghi là tiêu lắp á, là mình sẽ là lắp cái trục tiêu này đó, mình mở ra và mình có thể mình điều chỉnh như thế này. Thì cái tiêu lock này thì nó áp dụng cho những anh em nào mà quay phim là nhiều hơn. Tại vì khi mình sử dụng cái tiêu lock này, mình chỉ cần mình xả ra và mình đặt như thế này thì nó trả về. Đó, cái đầu này nó y hệt những cái đầu dầu luôn. Nó sẽ có một cái độ trả về nhẹ ha. Đó, thấy không? Rồi. Còn bên này là phần lock, là mình mở ra. Đó, mình mở ra mình chỉnh thì nó không phải là lock của phần này và phần này, mà nó lóc giữa cái cụm này và cái bôn ở phía dưới này. Thì cái này là áp dụng cho những anh em chụp hình để mình có thể mình điều chỉnh được những góc khó ha, giống như là góc dựng đứng máy để mình dùng 90 độ như thế này đó, đúng góc độ rồi mình lóc lại. Ok, thì cái này là mình sử dụng là đầu bi nha. Cái bên phải này, cái bên mình đang chỉ thế này, bôn lóc đó, là đọc cái tên là mình đã hiểu cái chức năng đó rồi, là lóc của cái bôn này. Ok, rồi tiêu lock là dành cho anh em quay phim, nó sẽ có cái độ trả về. Ok, rồi ở phía dưới này nó sẽ có thêm một cái lock là panorama này, mình lock lại thì mình không có xoay được, nhưng mà mình mở ra thì mình sẽ xoay được. Đó, nó sẽ xoay đây. Cái đầu này là cái đầu FS20 Pro đó, và cái độ xoay này nó rất là mượt nha, rất là mượt luôn. Để mà cho những anh em nào mà quay phim á, thì nó sẽ không có bị tạo cái cảm giác bị khựng khi mà mình bend ha.
mình bên cái góc máy như thế này. Rồi ok, ở phía trên này thì nó sẽ có là ốc 1/4 để cho anh em lắp những cái thiết bị khác vào, xoay vào đây. Ví dụ mình muốn quay song song một cái điện thoại chẳng hạn thì mình xoay một cái holder để kẹp điện thoại vô đây. Rồi ở đây là một cái lock để mình có thể mình nâng cái trục giữa, trụ giữa lên. Mình mở cái lock ra, đó, mở móc ra và mình có thể mình đẩy cái trục giữa này lên. Rồi cái này mình đẩy nó lại này. Và mình có thể mình đẩy ở chính giữa như thế này cũng được. Và nếu mà mình lên cao và mình có thể mình muốn đặt cái điện thoại lên cao thì ở cả ba cạnh này đều có ốc 1/4 hết. Đây, ốc 1/4. 1/4 và 1/4, có ba con ốc ở trên này nha. Còn về góc, á, mình có thể mình mở cái này ra đây. Ở đây thì là góc mình đang để là góc hẹp nhất của cái chân này. Mở ra. Lên một góc. Rồi, lên thêm một góc nữa. Ok. Thì góc này là mình có thể mình đặt cho cái máy của mình. Nó là thấp nhất và cho cái chân của mình nó có thể nó xòe ra. Đó. Ok, mình nâng cái này lên. Ok. Rồi bây giờ mình lên thử luôn nha. Cái chiều cao của con này thì có gì mình những cái thông số của con này á thì nó có ghi ở đây luôn, hoặc là mình sẽ dán ở đây để mọi người có thể nắm rõ được cái thông số chi tiết của nó ha. Ở đây thì nó là 4 đoạn nha. Mình mở cái này ra. Đó. Cái đoạn phía dưới nữa. Ok. Và mình bung ra như thế này. Tương tự. Trọng tải là 4,5 kg, cho nên nếu mà trường hợp mình ra những cái môi trường gió lớn á thì mình có thể mình treo thêm đồ ở đây. Ở dưới đây nó có trang bị thêm cho mình một cái móc này để mình có thể mình treo lên để cho cái chân của mình nó có thể đâm xuống. Và đặc biệt có thêm một cái rất là hay nữa là cái ở chỗ này này mình có thể mình dặn ra đây, chỗ này mình dặn ra thì thay vì á ở đây bình thường á mình sẽ chỉ có dặn được một ốc là 1/4 thôi đúng không, có một ốc để mình dặn mình trang bị những cái phụ kiện lên thôi. Đây mình xoay rất là hay luôn, mình xoay thả thì bây giờ từ một ốc thì nó ra thành ba ốc rồi đó. Mình có thể mình tùy biến rất là nhiều thứ lên trên này luôn. Hai cái dòng chân mới của Benro này thì hàng sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và có giá tốt nhất cho mọi người. Và đặc biệt là hôm nay mình ghi hình bằng cái mic HoloLens dành cho iPhone là con HoloLens Lux C1. Thì có gì nếu mà mọi người quan tâm về cái mic này thì mình cũng có để cái link ở bên dưới luôn. Xin cảm ơn mọi người theo dõi.